Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi bị nhiều người tra hỏi, chất vấn về niềm tin hoặc đặt ra những câu hỏi hóc búa để tìm cách bắt bí thì chúng ta phải làm gì? Chúa Giê-xu đã đối đáp khôn ngoan với những người tra hỏi Ngài. Không những vậy, Ngài còn hỏi ngược lại họ để xem họ có hiểu được những chân lý trong Kinh Thánh hay không. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta có mọi câu trả lời để giải bày niềm tin của mình. Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Helen Reiser Smith qua chủ đề Tra hỏi Chúa. Sau khi người Pharisee tìm cách gài bẫy Chúa Giê-xu bằng việc hỏi Ngài có nên nộp thuế cho Caesar hay không, Kinh Thánh tiếp tục kỹ thuật câu chuyện người Sadducee đến và tìm cách gây khó dễ cho Chúa. Đây là nhóm người không tin vào sự sống lại, nên họ hỏi Chúa Giê-xu nếu người vợ có 7 người chồng, vậy thì sau khi sống lại, thì bà ấy là vợ của người chồng nào? Tôi hết sức ấn tượng và ngưỡng mộ về cách mà Chúa Giê-xu đối đáp với những người muốn gài bẫy Ngài. Chính vào hôm đó, Chúa Giê-xu dạy cho người Sadducee bài học về thiên đàng. Ngài phán trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 29 rằng: Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu giúp họ hiểu thêm về sự sống lại và giải thích rõ cho họ biết không có hôn nhân ở thiên đàng. Do đó, thắc mắc của họ là vô nghĩa. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Thật lòng mà nói thì tôi muốn thấy vẻ mặt của những người Sadducee lúc đó. Vì sau khi nghe Chúa Giê-xu nói như vậy, thì đám đông kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Câu 33. Chúa Giê-xu am tường Kinh Thánh của người Do Thái và Ngài giải bày lẽ thật về Đức Chúa Trời một cách vô cùng sống động, đầy thuyết phục. Rồi câu chuyện tiếp tục khi người Pharisee, một nhóm tôn giáo khác, hiệp nhau lại đến thử Chúa Giê-xu. Một luật gia trong nhóm người Pharisee hỏi Chúa Giê-xu về điều răn quan trọng nhất trong luật pháp. Câu 36. Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi này mà thôi. Chúa Giê-xu trả lời rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Người phải yêu người lân cận như chính mình. Chúa Giê-xu nói tiếp với họ trong câu 40 rằng: Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Rồi Chúa Giê-xu hỏi những người Pharisee trong câu 42 rằng: Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là con ai? Họ đáp: Con vua David. Chắc hẳn Chúa Giê-xu biết trước họ sẽ trả lời như thế nào, nên Ngài tiếp tục hỏi họ hai câu hỏi nữa mà không thể nào trả lời. Nếu vua David gọi Ngài là Chúa, thì làm sao Ngài là con vua ấy được? Sau khi nghe Ngài hỏi như vậy, chắc hẳn vẻ mặt của họ đầy kinh ngạc. Thật vậy, câu 46 ghi rõ về việc không ai có thể đáp trả Chúa Giê-xu được một lời, và từ ngày đó, không ai dám hỏi Ngài thêm câu hỏi nào nữa. Người Pharisee không trả lời được câu hỏi mà Chúa Giê-xu hỏi họ. Qua chuyện kể này, tôi thật lòng cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho Kinh Thánh là quyển sách chứa đựng nhiều kho báu quý giá cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho Đức Thánh Linh để an ủi, giúp đỡ và dạy dỗ cho chúng ta biết và hiểu rõ chân lý ẩn chứa trong Kinh Thánh. Chính tôi thật lòng biết ơn Ngài và tôi chỉ muốn một mình được ngồi bên chân của Chúa Giê-xu để lắng nghe Ngài giảng dạy, y như bà Marie đã từng làm trong sách Luca chương 10, câu 38-39 có chép. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Giê-xu ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Marie ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung tín học lời Ngài để được tăng trưởng trong đức tin và trong sự thông biết Ngài. Xin giúp con luôn sẵn sàng để trả lời những ai thắc mắc về Ngài và về lời Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, lẽ thật từ lời Chúa sẽ giải phóng chúng ta,
đưa chúng ta đến sự tự do thật trong Ngài. Hãy suy gẫm lời Chúa ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy, để chúng ta sống trọn vẹn trong đường lối của Ngài. Đừng để những lý luận của con người khiến chúng ta nghi ngờ Chúa, nhưng hãy đến với Chúa, tìm kiếm Ngài và nhận lãnh sự dẫn dắt của Ngài trong mọi việc. Khi tôi đi với Ngài, hầu vì cha chỉ ai, cuộc đời này không dễ dàng, hãy luôn tươi sáng tâm hồn tôi. Có bao nhiêu tháng ngày, lòng mừng vui có Chúa, dựa vào chính Chúa Giêsu, Ngài ban sức sống luôn tràn đầy. Tâm giao với Giêsu để xin cha Ngài dẫn dắt, sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn thỏa vui. Chúc tán Chúa Giêsu, danh Ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện hiến thác chân Ngài, đem tình yêu đến cho mọi nơi. Tâm tư tôi bất an, thường gặp bao sóng gió, lòng phiền ưu bao lo buồn, vì không ai hiểu tâm lòng tôi. Cha thương nhắc nhớ tôi, Ngài từng chịu cô đơn. Lòng nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn đặc thắng luôn từng ngày. Tâm giao với Giêsu để xin cha Ngài dẫn dắt, sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn thỏa vui. Chúc tán Chúa Giêsu, danh Ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện hiến thác chân Ngài, đem tình yêu đến cho mọi nơi. Lòng tôi, cha thương nhắc nhớ tôi, Ngài thương chiều cô đơn. Lòng nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn đặc thắng luôn từng ngày. Tâm giao với Giêsu để xin cha Ngài dẫn dắt, sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn thỏa vui. Còn mãi mãi, lòng nguyện hiến theo chân Ngài, đem tình yêu đến cho mọi nơi. Tâm giao với Giêsu để xin cha Ngài dẫn dắt, sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn thỏa vui.